Các bạn đang nghe chuyện trên audio kiếm hiệp Mời quý vị và các bạn đến với tập 15 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến Do MC Khánh Duy Di diễn đọc Mời quý vị lắng nghe <laughs> Tiền bối, xin ngài, xin ngài hãy giúp Tula Ma Giới tiêu diệt túc địch từ thiên cổ Chúng ta la ra cùng người của Tu La Ma giới đều cảm kích ngài. La Băng bước tới khom người nói, từ nhận thức nàng biết đây là một người cực kỳ cường đại. Bảy ức người Tu La Ma giới vừa chết đi có cơ hội được trả thù. Lúc này tâm tư nàng có thể nói là cực kỳ bi thống. Tiểu thư xinh đẹp, chém chém giết giết, thật là nhiều tình cảm mà nha. Nhưng ta thấy nó không phù hợp một chút nào với một tiểu thư xinh đẹp như nàng đâu. Hay là quên đi. Tần tư lại cười hai tiếng, để tiêu diệt một tộc người là không thể cho dù là cương thi nhất tộc hay tu la nhất tộc cũng đều như trúc lâm đà thủy chẳng qua là họ không biết mà thôi tần vũ thân là tân vũ trụ trưởng khống giả mà trước kia đã nói qua với tần tư trí tuệ của các chủng tộc trong vũ trụ đều nằm trong tay trưởng khống giả khi đã sáng tạo ra là muốn họ có sự phát triển gì đó chủng tộc đó sẽ được vũ trụ sinh mạng pháp tắc bảo vệ vĩnh viễn không diệt tộc nữ hoàng bệ hạ đại ca ta vốn là người lương thiện huynh ấy là người không thích giết chóc trước tiên xin bệ hạ hãy lui binh hồng quân biết tần tư không thích giết người nhưng không có nghĩa là hắn không dám giết người giết chết ba gã kim nhãn cương thần trước mắt mà nói là không phải chuyện khó nhưng đại ca mình đã nói như thế thì hắn cũng đành phải chân lời vào yểm hộ đại ca mình được rồi xin mời tiền bối theo chúng ta La băng hung hăng nhìn mấy gã cương thi trong ánh mắt thấy được sự kiều hận phẫn nộ và xen vào đó là một chút lo lắng. Tiểu Ban, ngộ không chúng ta cũng đi, đã chết nhiều người như vậy rồi, ta nghĩ chiến tranh cũng nên chấm dứt thôi. Hồng Quân chỉ còn biết thở dài, tại chiến trường tính mạng con người không đáng một xu, chết là hết, mất tất cả trở về với cát bụi mà thôi. Đông, đông! Hồng Quân sắc mặt biến đổi, lúc này hạt châu màu xám trong đan điền đang rung động mạnh, mỗi lần rung đều khiến đan điền chịu một chấn động gây cho Hồng Quân một trận đau đớn. Đại ca, cổ ban, các ngươi đi trước, đi ta, ta, ta ở đây nghỉ một chút. Hồng Quân chỉ miễn cưỡng nói được câu này, sắc mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra dòng dòng. Hồng Quân đột nhiên biến mất, trước mặt mọi người xuất hiện một hạt cho bụi nhỏ, thì ra Hồng Quân đã tiến vào trong Hồng Quân hành phủ. Tại Hồng Quân đạo tràng tầng 1, Hồng Quân đang cố hết sức duy trì thần trí, không thể để trong chính mình hôn mê bên cạnh đó hắn lại càng cố gắng để khống chế hạt châu màu xám hạt châu màu xám căn bản không chịu sự khống chế của hắn càng ngày càng rung động dữ dội đan điền của hồng quân càng ngày càng bị công phá nguy hiểm yếu mệnh đang lúc này lại đột phá tầng thứ hai nếu không vào được tầng thứ hai ta chắc chắn sẽ chết ở đây hồng quân cắn chặt răng vận dụng hồng quân đạo quyết cũng sử dụng năng lực tối đa để cố gắng tiểu tử này thật cổ quái các ngươi chờ ta một chút ta đi xem Tần Tư về mặt ngưng trọng nhìn tình hình Hồng Quân tiến nhập Hồng Quân Hành Phủ. Tần Tư như đã biết tình huống vội vàng nói với mọi người một câu rồi tiến nhập Hồng Quân Hành Phủ. Nếu như là người khác thì phải được sự đồng ý của Hồng Quân mới được vào. Nhưng chỉ cần đạt tới thiên thần cảnh giới thì không cần sự đồng ý của Hồng Quân cũng có thể mạnh mẽ tiến vào trong Hồng Quân Hành Phủ. Năm đó Khương Lan cũng đã từng để lại trong nghịch cương cảnh không ít đồ vật rồi Hoàng Phủ Tĩnh cũng đã từng vào Hồng Quân Hành Phủ. Khi không được sự đồng ý của Hồng Quân Hồng Quân đang ở tầng 1 Khoanh chân lăng không mà ngồi Nhắm mắt ngồi đó Mọi chuyện xung quanh đều không biết gì cả Phiêu phủ bao xung quanh Hồng Quân Là một dạng khí màu xám Từng đạo, từng đạo vật chất màu xám xuyên toa Lần trước Hồng Quân bị thương Vô danh vật chất màu xám Không những chỉ thương cho Hồng Quân Mà còn cải thiện thân thể của hắn Bây giờ cơ hồ như mỗi khối thân thể Cùng với máu của Hồng Quân Đều tràn ngập loại vật chất này Nhìn hình dáng của Hồng Quân, Tần Tư cũng không biết phải làm gì, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, còn mấy người bên ngoài cũng chỉ biết nhìn hạt bụi màu xám đang phiêu phù trong không trung, nhất thời cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ba Kim Nhãn Cương Thần cùng Huống Nhật Minh cũng đang nghi hoặc đứng nhìn những người này. Vừa rồi, Hồng Quân cùng Tần Tư biến mất, bọn họ tưởng rằng Hồng Quân cùng Tần Tư đã rời đi, không chú ý tới sự biến ảo của Hồng Quân hành phủ. Thân thể Hồng Quân càng ngày càng khó chịu, đan điền đang dần dần vỡ ra, ra tay cũng theo đan điền bị vỡ, máu hồng nhẹ nhẹ chảy ra. Với năng lực của Tần Tư cũng không có cách cầm máu cho Hồng Quân. Lúc này, Tần Tư thực sự luống cuống, hắn không biết phải làm sao cầm máu, không có khả năng khống chế được tình huống này. Ngay cả chuyện gì xảy ra với Hồng Quân, hắn cũng không biết, chỉ còn biết ở bên cạnh Khẩn Trương. Tiểu xương có điều gì đó không đúng. Tại Tân Thần giới, Tần Vũ có chút nhíu mày, đồng thời truyền âm cho hồng mông và lâm mông để cho hắn tới hồng mông không gian xem xét. Oanh một tiếng nổ đan điền hồng quân bẻ nát tan tành. khi đan điền vỡ nát cũng chính là lúc mà hồng quân bước vào hôn mê. hạt châu màu xám không có đan điền ngăn trở một chút đã biến to lên rồi cũng nổ tung. chỉ trong nháy mắt hạt châu nổ mạnh thân thể hồng quân cũng bị hút vào khối vật chất màu xám đó. sau khi hạt châu màu xám nổ mạnh hình thành một không gian như dòng suối với hấp lực cực mạnh khiến Tần Tư ở bên cạnh cũng chỉ kịp ngăn lại một chút rồi cũng bị hút luôn vào trong đó. Hồng Quân hành phủ lập tức bạo khai, màu xám như dòng suối kia đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Những người ở bên ngoài ngay lập tức bị dòng suối này hút vào bên trong hết. Không ổn rồi, chạy mau! Tôn Ngộ Không hô to một tiếng, vừa chạy được vài bước đã bị dòng suối màu xám đó hút vào. Ngay sau đó, Phượng Hy cũng bị hút luôn. Tần Vũ thiên sinh, Cổ bàn lần cuối cùng còn nhớ trước đây Tần Vũ từng dặn dò vội vàng hô to một tiếng Thân thể cổ bàn đang bị dòng suối kia hút vào Bỗng dưng dừng lại Thời gian ngay lập tức cũng bị đình chỉ Tần Vũ đột nhiên xuất hiện Nhưng kỳ lạ là ngay lập tức dòng suối đó lại chuyển động Dòng suối tiếp tục chảy Thì mọi người xung quanh tiếp tục bị hút vào Kể cả cổ bàn vừa hô lên Mấy gã cưng thi ở phía xa Cũng cùng chung số phận Bị hút vào trong đó nốt Tuy nhiên hấp lực cường đại này đối với Tần Vũ lại không có một chút tác dụng nào Tần Vũ nhíu mày hắn đã phát động thời gian tĩnh chỉ Cũng chỉ duy trì được một chút nhanh chóng mất đi hoàn toàn tác dụng Bên cạnh Tần Vũ đột nhiên xuất hiện hai người Cũng kinh ngạc nhìn dòng suối màu xám đang chảy Cổ bàn biến mất vốn cổ bàn và la bàn có liên lạc nên ngay lập tức Phiến hồng mông không gian khôi phục nguyên dạng La bàn cùng không gian của hồng mông ngay lập tức bị chặt đứt đại ca nhị ca trong lòng tần vũ bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác bất ổn lần trước linh hồn của tần Sương bị hút đi lần này cảm giác đột nhiên tăng mạnh vì lần này cả hai người con trai của mình đều bị biến mất phát động nhanh như vậy nhưng không sao thấy sự tồn tại của họ hồng mông lúc này cũng nhíu mày ba người nhìn chầm chầm vào dòng suối màu xám kia dòng suối chậm chậm thu nhỏ lại rồi đột nhiên biến mất không tâm tích cả hồng mông không gian cả vũ trụ lớn nhỏ rốt cuộc vẫn không tìm thấy được một chút hơi thở nào của những người đã biến mất đại ca xảy ra chuyện gì vậy lâm mông cũng nhớ mày tại hồng mông không gian xuất hiện sự việc này khiến cho tam đại trưởng khống giả đều không có biện pháp tam đệ ta cũng không rõ lắm bọn họ biến mất khỏi hồng mông không gian đi về đâu thì ta cũng không biết nữa hồng mông mở kim thư hồng quân tần tư cổ bàn tôn ngộ không phượng hy la băng cùng bốn gã cương thi tên của họ đều biến mất khỏi kim thư đại ca rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tần vũ trong lòng bi thương vô hạn hai con trai đều trước mắt mình mà biến mất lại còn không biết đi về đâu nữa mà dòng suối màu xám lại không chịu sự khống chế của hắn thời gian tính chỉ cũng không có tác dụng loại tình hình này khiến cho hắn cảm thấy trưởng khống giả cũng không phải là vạn năng tam đệ nói cái gì bây giờ cũng trở thành vô dụng bọn họ tần xương đi vào một không gian nào đó mà chúng ta không biết một không gian mà chúng ta không biết thì chỉ còn nhờ tạo hóa của bọn họ mà thôi hồng mông thở dài hồng quân biến khỏi không gian của hắn mà hắn không có một năng lực gì cản trở một điểm hữu dụng cũng không có không tốt rồi đại ca nhị ca đệ đi trước một chuyến đây tần vũ sắc mặt biến đổi trong cơ thể khương lập có tình huống dị biến tần vũ lập tức xuất hiện bên cạnh khương lập lưu lại phân thân cùng với bọn Hồng Mông Thương Thảo. Khương Lập từ trong trí nhớ của Tả Thu Mi có lưu lại những ẩn hoạn. Mặc dù nàng là tính mạng thần vương, mặc dù không cần đến ký ức của Tả Thu Mi thì nàng vẫn là thần vương cường đại. Tần xương tần tư xảy ra chuyện khiến năng lượng trong người nàng bạo động, tùy thời có thể tự bạo bất cứ lúc nào. Lập nhi! Tần Vũ nhẹ nhàng nâng người Khương Lập lên, một cỗ hồng mông nguyên lực tiến vào cơ thể Khương Lập. Vì thấy trong cơ thể đang có dấu hiệu của tự bạo nên Tần Vũ buộc phải đưa năng lượng vào nhằm ổn định nguồn năng lượng đó. Một lát sau, Khương Lập đã bước qua giai đoạn nguy hiểm. Vũ ca! Khương Lập mở mắt nhìn Tần Vũ, khóe miệng nàng xuất hiện một sợi tơ máu. Ngay lập tức nàng khóc lên nức nở. Lần đã kích này so với lần trước còn muốn lớn hơn. Lần trước ít nhất thân thể Tần Sương còn lưu lại nhưng lần này thì không những thế một lúc mất đi hai đứa con trai. Thử hỏi có người mẹ nào chịu thấu đây? kể cả đó là một thần vương đi chăng nữa lập nhi hồng mông đại ca nói bọn tần sương chỉ đến một không gian nào đó nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu cùng lắm bọn chúng du ngoạn một chuyến rồi sẽ trở về thôi tần vũ an ủi khương lập như vậy đến bây giờ hắn chỉ còn biết đưa ra lý do đó mà thôi ngay cả không gian kia và những sự tình liên quan đến tần sương hắn đều không nắm rõ ràng còn biết phải nói thế nào nữa đây tiểu sương tiểu sương bọn nó có thể thật sự trở về sao Khương Lập mở to mắt Vừa khóc vừa nhìn Tần Vũ hỏi Nhất định sẽ trở về Ta cam đoan với nàng như thế Tần Vũ lần này cam đoan cũng chỉ nhờ trực giác Căn bản không có một lý do gì khác cả Bọn nó đi tới nơi nào Bao giờ thì trở về Hồng mông đại ca cũng chưa có biện pháp mà Khương Lập liên tiếp hỏi ba lần ba vấn đề khiến Tần Vũ chỉ còn biết thở dài, đoạn ôm lấy Khương Lập một câu cũng không nói thành lời. Đại ca, mọi chuyện có đúng như chúng ta suy đoán hay không? Mười người bóng dưng biến mất, không có mặt ở hồng mông vũ trụ thì ở đâu đây? Phân thân của Tần Vũ đang ở nơi mà Tần Sương biến mất cùng với bọn hồng mông lâm mông đàm thoại. Tam đệ, đệ không nên quá kích động. Chúng ta ngay từ đầu đã suy đoán sai rồi. Ta vốn tưởng rằng màu xám vật chất của Tần Sương có thể khai sáng một hồng quân không gian giống như không gian của chúng ta vậy. Bây giờ xem ra không phải là như thế. Vật chất màu xám này vốn dĩ đã tồn tại xương giống như là đệ tiếp tới không gian kia, có lẽ bây giờ bọn nó đã tới được không gian kia rồi. Hồng Mông nói xong thở dài, sự thật đã cho thấy cả ba người bọn họ ngay từ đầu đã phán đoán sai lầm. Sự thật đã là như vậy, Hồng Mông chỉ còn biết nói rằng bọn Hồng Quân đã tới không gian kỳ lạ kia, đó chính là không gian của vật chất màu xám. Hồng Mông lúc này cũng chỉ biết nghi hoặc, không gian của Hồng Quân liền gọi nó là vô danh không gian tại vô danh không gian thiên địa toàn là một màu xám xịt mười người bị hút vào trong thế nhưng toàn bộ bị tách ra không có ai là ở gần nhau cả đan điền của hồng quân bị bẻ nát tan tành giờ đang chậm rãi khôi phục lại bên trong đan điền là một đoàn mông mông vật chất màu xám vô danh vật chất này không giống như vô danh vật chất màu xám trước kia màu xám vật chất nguyên thủy này không thấy có tăng trưởng mà chỉ thấy năng lượng trong đó hoàn toàn mạnh mẽ bên trong đan điền là một tiểu khối màu xám khối vật chất màu xám này giờ đây đã chịu sự khống chế của hồng quân khối vật chất này có thể tùy ý biến hóa muốn biến nó ra cái gì cũng được bây giờ hồng quân biến nó thành hình dạng của nguyên anh linh hồn cảnh giới của hắn giờ này đã đạt được trung phẩm thần nhân tiên lực trên người đã biến hóa thành thần lực vô danh lực nay đã khác trước là có thể khống chế ta hình như không có trải qua thần kiếp phải không những tình huống trong cơ thể phát sinh không giống như những gì ta dự đoán, tu vi đạt tới hạ phẩm thần nhân, linh hồn thì đạt tới trung phẩm thần nhân mà mình còn chưa có trải qua thiên kiếp, giờ đã trở thành thần nhân rồi. Nhưng mà cuối cùng thì so với trước kia vẫn tốt hơn, Hồng Quân không nghĩ nhiều nữa, chậm rãi đánh giá tình hình hiện tại của bản thân. Xung quanh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một màu trời xám xịt rộng mênh mông, không sao thấy được điểm tận cùng. Ở tại không trung có vô vàn những vô danh vật chất Giống như vô dạng vật chất của Hồng Quân trước kia, không chịu sự khống chế, cứ trôi nổi giật giờ trong không gian, ngay cả thần thức của hắn cũng không thể tiến vào khối vô danh vật chất màu xám này. Một đại lục rộng mênh mông, thần thức của Hồng Quân giờ này so với ở Tu La giới thì kém hơn một chút, nhưng so với ở thần giới thì lại mạnh hơn. Hồng Quân sinh ra đã là thần nhân, mà ở thần giới căn bản tiên thức không sử dụng được. Với tu vi của trung phẩm thần nhân thì thần thức chỉ được trong một phạm vi rất nhỏ mà thôi. Ở chỗ này, thần thức của Hồng Quân có thể vươn tới vài ngàn dặm, chỉ là trong vòng vài ngàn dặm này, ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng không thấy. Thuấn Di thì sao? Hồng Quân lại một lần nữa cười khổ, tại không gian này không làm sao có thể thuấn di được. Địa phương này, Hồng Quân dám chắc không phải thần giới, cũng tuyệt đối không phải tu la giới. Rốt cuộc là địa phương nào thì ngay cả Hồng Quân giờ cũng muốn biết đáp án. May mắn là nơi này vẫn có thể phi hành Nhưng tốc độ so với trước kia thì chậm hơn rất nhiều Ba ngày trời Hồng quân mới bay được 10.000 dặm đường Trong 10.000 dặm đường này ngay cả một bóng người cũng không có Liên tục phi hành 3 tháng Cuối cùng Hồng quân cũng gặp được một thôn trang nhỏ Thôn trang này cũng có người Hồng quân ngay lập tức đáp xuống Tìm người và nghe ngóng tình huống Thôn trang này không lớn Chỉ khoảng trăm mười nhân khẩu Hình dáng những người này rất lạ Sắc mặt ai cũng hôi trầm xám ngoét như là không có sắc thái tình cảm gì không có cáu giận họ như là những người đã chết nếu không phải họ đang đi lại sờ sờ kia thì dám chắc hắn nghĩ đây là những xác chết chứ không phải là con người vì tiểu huynh đệ này xin cho hỏi đây là địa phương nào vậy mặc kệ những người này tạo cho hồng quân một cảm giác không thoải mái nhưng hắn vẫn muốn biết rốt cuộc đây là địa phương nào địa phương nào sao người như thế nào mà lại có mặt ở đây Chắc là mới chết hả Người nọ ngước đầu lên Hai mắt cũng sắm xịt Mặt không có một chút biểu cảm Chỉ thấy môi mấp máy nói Chết ư ừ, ta không có chết chứ Hồng quân kinh ngạc Nhìn thái độ của người này nói chuyện Hắn đã không trả lời câu hỏi Lại còn hỏi như thế nào mà chết Thật bực mình Không chết ngươi tới chỗ này làm gì Mỗi người mới chết Đến đây ai cũng không thừa nhận mình đã chết Ngươi thực sự là đã chết rồi Người nọ nói trống rỗng, đoạn bỏ đi, chẳng thèm quay lại nhìn Hồng Quân lấy một lần. Ăn nói vớ vẩn, thăng khung. Hồng Quân thầm mắng một tiếng, không đâu gặp ngay một thằng điên thật là bực mình. Liên tục hỏi thêm mấy người nữa, Hồng Quân cũng nhận được câu trả lời y chang của gã thanh niên lúc đầu. Đều là ánh mắt trống rỗng, lời nói trống rỗng bắt đầu tạo cho Hồng Quân một cảm giác bất ổn. Không hề để ý tới sự tồn tại của nơi này, Hồng Quân tiếp tục phi hành. Phi hành được hơn 5 năm, gặp được mười mấy cái thôn trang nhỏ, hỏi rất nhiều người và câu trả lời nhận được đều giống nhau. Cuối cùng, hắn dần dần chấp nhận sự thật, đúng như lời của những người ở đây, đây là một thế giới của người chết. Ta không phải là đã chết rồi chứ? Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không chấp nhận được sự thật này, nhưng cuối cùng thì sao đây? Mình đang ở trong một thế giới của người chết, vậy mà không chết thì có ý gì đây? Kỳ thật, Hồng Quân đã đoán sai. Hắn đúng là đang ở trong thế giới của người chết, thế nhưng hắn lại không chết, hắn là người sống nhưng lại có thể tiến tới được thế giới của người chết. Thực chất, đây không thuộc về Hồng Mông không gian. Tần Vũ bọn họ đã đoán đúng, tuy nhiên không gian này lại không lệ thuộc sự khống chế của Hồng Mông, đây là một thế giới của những người sau khi bị chết đều du nhập vào đây. Hồng Quân không biết không gian này thì gọi là vô danh không gian hay tử giới. Vô danh không gian tổng cộng có 9 tầng thượng và 9 tầng hạ. 18 tầng địa ngục trắng, Hồng quân bây giờ chính là ở tầng 1 của chín tầng hạ. Ở tầng này chính là nơi tập trung của những người bình thường của hạ giới sau khi tử vong đều ở đây. Những người này không có một sức chiến đấu gì cả. Ở đây chính là nơi của những người chết vì bệnh, chết vì già, bệnh tử và lão tử. Những người kia khi thấy Hồng quân phi hành mới nói cho hắn bởi vì tất cả những người chết ở đây không ai có thể phi hành cả. Mọi người đều phải quốc bộ. Liên tục mấy năm, Hồng quân cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật này Tâm cho ý lạnh Hắn đành tìm một ngọn núi nhỏ Ẩn mình, ẩn tu Trong lòng thì không ngừng nghĩ tới phụ thân, phụ mẫu của mình Đôi khi hắn cảm thấy hối hận Với những gì mình đã làm Thời gian trôi qua thật nhanh Hồng quân đã ở trong vô danh không gian được 1.000 năm 1.000 năm qua Hồng quân căn bản không biết không gian này như thế nào Cũng vì hắn tới nơi này Nên nơi này đã phát sinh biến hóa kinh thiên chỗ ở của Hồng Quân hiện tại không có những biến hóa rõ ràng vì đây là tầng 1 của 9 tầng hạ, nhưng càng lên cao thì biến hóa càng lớn. Tới 9 tầng thượng chính là không gian của người tu chân tử vong. Biến hóa lớn hơn nữa chính là trên bầu trời xám xịt, vô danh vật chất không ngừng bốc ngược lên, nương theo đó là phát ra những âm thanh ầm ầm. Ở 9 tầng thượng, mọi người đều kinh ngạc quan sát sự biến hóa của bầu trời. Lần biến hóa của bầu trời lần này kéo dài suốt 1.000 năm, sau 1 năm mới dần lắng xuống sau một ngàn năm hồng quân rốt cuộc cũng cởi bỏ được những uất trong lòng chấp nhận sự thật là mình đã chết ở trên địa cầu hồng quân đã có một câu nói những lời này giờ đây đối với hắn có một cảm xúc rất lớn xanh đang tác người tài từ diệt vi quỷ hùng khi sống là một nhân tài chết đi là một con quỷ hùng mạnh dưới tình huống này hồng quân tự cho mình là một con quỷ có sức mạnh siêu phàm Hồng Quân đã thử qua Ở không gian này hắn có thể một trưởng Hủy diệt hơn 100 thôn nhỏ kia Căn bản không phải e ngại bất kỳ một người nào Ở địa phương này Cởi bỏ được những khúc mắc trong lòng Hồng Quân rời khỏi chỗ ẩn cư Bắt đầu quá trình phi hành tìm kiếm Ở nơi này hắn muốn tìm những người Đã vì mình mà chết Mà người làm Hồng Quân ái nái nhất Chính là Lâm Lâm Tiên Tử Phi hành liên tục được 10 năm Hồng Quân đã trông thấy một tòa thành trì tại tòa thành này có ít nhất hơn một ước người đang sinh sống. Hơn nữa, trên cửa thành này lại có tên, trên thành đề mấy chữ, Diêm Đoàn Thành được khắc vào trước cổng thành. Đã chết, lại còn không được sinh sống ăn ổn, không biết giờ này các người chết đi một lần nữa thì sẽ ra sao? Vào trong thành, Hồng Quân mới thấy thành trì ở đây cũng giống như thành trì ở trên Trần Gian, cũng có thành chủ và các quan viên. Vô số phương thức sinh tồn của người chết đều được tìm thấy ở đây. Tại nơi này bọn họ vẫn còn đấu tranh để tồn tại Nhìn con người ở trong thành Hồng quân có nhìn như thế nào cũng không quen Tất cả đều là hình dáng giật giờ trống rỗng Càng những thành thị lớn thì càng nhiều người trông như thế Tuy nhiên từ thành này hắn cũng thu được rất nhiều tin tức Người chết cũng có thể tu luyện Con người từng bước từng bước tu luyện Mỗi lần tu luyện thành công có thể được phi thăng lên những tầng cao hơn Sau khi luận được kim đan có thể du nhập vào chín tầng thượng đó chính là thế giới của những người tu chân bị chết đi đúng là một nơi cổ quái mà hồng quân nói thầm một tiếng chẳng đâu như cái địa phương này chỉ cần bay lên trời là trực tiếp phi thăng lên chín tầng trời bên trên vô danh vật chất trên bầu trời khiến cho hồng quân cảm thấy rất quen thuộc chính mình tu luyện hồng quân đạo đã tạo ra những vật chất chết tiệt giống hệt ở đây nhưng bây giờ cũng như trước đây hồng quân có cố gắng như thế nào cũng không thể điều khiển được những vật chất đó ngay cả tiến vào cũng không được chứ đừng nói là có thể đi xuyên qua. Theo lý thuyết, ta là thần nhân chi cảnh, sao lại rơi xuống tận cùng của nhân gian giới? Đáng nhẽ phải ở mấy tầng thượng mới phải chứ? Hồng Quân trầm tư cũng không thể lý giải được nguyên nhân tại sao mình lại ở tận đáy của xã hội thế này. Đường đường là thần nhân chi cảnh mà lại xuất hiện ở địa phương toàn là người bình thường, chết vì bệnh, chết vì già. Liên tục 100 năm, Hồng Quân tìm được ba tòa thành nhưng cũng không có tìm được một phương pháp khả quan nào tuy nhiên hắn cũng có thể nhìn thấy một người bước vào tầng cao hơn ở không gian này trên trời sẽ xuất hiện một hắc động người nọ chậm rãi bị hắc động đó hút vào thấy được cái hắc động đó hồng quân liền phi hành định xông vào nhưng người nọ thì được hút lên chậm rãi biến mất còn hắn thì vẫn đang đứng ở chỗ cũ gặp quý ta là thần nhân mà còn không cho ta bay lên có tin hay không ta hủy hết các thành trì ở đây Khiến cho những người ở đây lại chết thêm một lần nữa không Hồng quân chỉ lên trời mắng to Một đạo chỉ phong theo tay của Hồng quân Bắn lên trên mặt đất tạo thành một cái hố to Ngay lập tức trên bầu trời liền xuất hiện hắc động kia Một đại cường lực hút Hồng quân vào trong đó Hồng quân trong khi bị hút vào hắc động liền nói một câu lớn Một âm thanh cực lớn khiến cho rất nhiều người chết ở dưới mặt đất đều nghe được Ta chửi mà cũng được à Ta, ta phi thăng đây một không gian màu cho bụi giống nhau, phong cảnh bình thản là những thành trì. Hồng Quân kinh ngạc nhìn một người. Chúc mừng ngươi đã phi thăng lên tầng 2 của 9 tầng hạ, tiếp tục cố gắng hướng tới 9 tầng cố gắng. Hồng Quân phi thăng đến nơi này, lập tức có người chuyên môn đến tiếp đãi, có hơn 10 cái đài phi thăng như vậy, đài phi thăng thỉnh thoảng lại có người thoát ra từ đó. Nơi này không giống như tầng 1, ai cũng lạnh lùng giật giờ, một người vừa nói chuyện với Hồng Quân xong liền chạy đi chỗ khác nói chuyện với những người khác. Cũng đối với những người kia nói lại câu y chang như nói với Hồng Quân. Liên tục có người phi thăng hen, trong cảnh này cũng thật đáng à. Hơn 10 cái đài phi thăng kia chỉ một thôi đã có mấy trăm người từ đó bước ra. Hồng Quân trợn mắt há mồm, phi thăng cái kiểu gì mà giống như là đi phân phát. Hiếm thấy nhiều điều kỳ lạ, nơi đây chỉ là nơi phi thăng của Uổng Tử Thanh, người chết oan, thật ra còn rất nhiều điểm phi thăng nữa một người bên cạnh hồng quân liếc mắt một cái không giận dữ không vui không buồn nói người hồng quân xứng sở không nghĩ mình lại bị một lão già chọc quê hồng quân liền cười hăng hắc hai tiếng tay lại xuất hiện một đạo chỉ phong bầu trời lại xuất hiện một cái hắc động hồng quân nhìn người nọ thì ngay lập tức bị hắc động hút vào hắn thế nào vừa thi thăng mà người nọ chỉ còn biết há hốc mồm bao nhiêu năm qua đây đây là lần đầu tiên hắn thấy một người vừa phi thăng xong đã phi thăng tiếp tầng thứ ba cũng không khác biệt lắm so với tầng thứ hai mỗi giờ mỗi khắc đều có người phía dưới phi thăng lên tầng này cũng thuộc vào nhân gian giới chỉ có điều những người này lực công kích đạt tới một mức độ nhất định là đều có thể phi thăng nhân gian giới chuyên tâm tu luyện nên được đến tầng này cũng không có gì là khó lại một đám người nữa há hốc mồm ngạc nhiên một lần nữa Hồng quân lại phi thăng lên tầng thứ tư Không có một điểm gì đổi mới hơn ở tầng tư Hồng quân lắc đầu và phi thăng tiếp lên tầng thứ năm Tầng thứ năm không giống như bốn tầng trước Nhiều người tầng thứ năm sau hai ngày mới thấy có người phi thăng lên Nhưng những người phi thăng ở đây cũng không ít Hồng quân phi thăng lên tới tầng thứ sáu Thì đã có tới ba người phi thăng lên Tại tầng sáu Hồng quân lại tiếp tục diễn phi thăng truyền kỳ Một tầng công gian cũng không thèm nhìn xem nó thế nào Lập tức triệu hoán hắc động ngay cả chưa kịp bước ra khỏi đài phi thăng đã bị hắc động hút tiếp vào để phi thăng lên tầng cao hơn. Ở tầng 7, tầng 8, tầng 9 của 9 tầng hạ là nơi tập trung tiên thiên của nhân gian giới. Mỗi một tầng, tu vi của con người ở đây cũng không có nhiều sai biệt. Tuy cũng có thành trì và thành chủ, nhưng cuộc sống ở đây so với nhân gian giới tầng thấp thì mạnh hơn nhiều. Ở tầng 9 của 9 tầng hạ, năng lực con người cũng gần gần tương đương nhau, chỉ ngoại trừ gã gia hỏa hồng quân ở tầng 1 của 9 tầng thượng là không gian của người tu chân đạt được nguyên anh kỳ từ tầng 9 của tầng 9 tầng hạ phi thăng lên đây rõ ràng sức hút của hắc động đã lớn hơn rất nhiều so với trước kia có thể phi thăng lên tầng 1 này thì những người ở đây cũng không giống như những người ở bên dưới chính vì thế Hồng Quân sau khi phi thăng lên thì đứng bên cạnh chờ đến nửa ngày mới thấy có hai người phi thăng lên lúc đó hắn mới rời đi ngay cả lúc này hắn đang phi hành thì trong lòng đã xuất hiện một loại cảm giác thân thuộc, đó là thân thuộc với không gian của người tu chân. Hắn dường như cảm thấy mình trở về nơi của ngày xưa, có lẽ đó là tiên ma yêu giới. Trên chín tầng thượng thì không giống như chín tầng hạ một chút nào. Hồng Quân một mạch phi thăng qua 8 tầng để tới tầng này của chín tầng thượng nên thấy thế lực ở đây cường đại hơn phía dưới nhiều. Cả không gian này đều là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ mới có thể phi thăng lên, hoặc những người ở giai đoạn Nguyên Anh hoặc Kim Đan chết đi liền du nhập ở đây. Những người này đều đã chết qua một lần, kẻ địch giết chết mình thì sống ở một không gian khác, nên cuối cùng chỉ còn biết an tính tu luyện mà thôi. Ở chỗ này, Hồng Quân không tiếp tục hướng phía trên phi thăng nữa. Nơi này là thế giới của người tu chân, nên Hồng Quân rõ ràng biết được rằng những người đã chết vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Hắn cũng không biết mình sẽ tu luyện đến loại trình độ nào ở cái thế giới này nữa từ Huyền Thành, Hồng quân phải mất 30 năm mới tìm được tòa thành này để làm nơi ẩn cư. Nơi này chính là nơi mà những người ở từ Huyền Phủ bị chết đi. Ở tòa đại thành này có đến hơn 10 ức người đang sinh sống. Tu tiên, tu ma, tu yêu phân chia thành ba thế lực. Tu yêu như trước là thế lực lớn nhất. Từ nơi này, Hồng quân hiểu được những tầng bên trên. Ở chỗ này cảm thấy vô vị, liền phất tay xuất chỉ, triệu hoán hắc động tiếp tục hành trình phi thăng tại chính tầng thượng tầng thứ tư đây chính là tầng dành cho thiên tiên cảnh giới hồng quân nghĩ tại tự huyền tinh kia mình đã giết quá nhiều người đại bộ phận hẳn là thiên tiên cảnh giới hồng quân không tiếp tục phi thăng mà quyết định dừng lại tại đây hắn muốn xem kiều nhân trước đây bị hắn giết giờ trông hắn ở nơi này không biết sẽ có bộ dạng như thế nào tiên ma yêu thành tầng thứ tư đối ứng với tiên ma yêu giới người chết đi đều ở đây đa số là thiên tiên có ít nhất phải hơn trăm ức thiên tiên đang cư trú trong tòa đại thành này. Bên trong thành lại chia làm rất nhiều những khu nhỏ. Hồng quân chọn một khu trong tử huyền khu ngồi uống rượu. Là các nàng, sao các nàng cũng chết rồi sao? Hồng quân đột nhiên nhíu mày, thần thức phát tán xung quanh, liền nhận được hai người là hai người quen cũ. Tại tử huyền tinh, đích thị là người quen cũ. Đường Ngọc cùng Tề Văn chính là thượng tiên của Tề Vương Triều. Tề Văn cũng chính là cô công chúa hung hãn năm xưa Hơn 10.000 năm rồi không nghĩ ở chỗ này lại được gặp các nàng Hai người này đang vội vã đi trên đường cái Không biết là đã xảy ra chuyện gì Một hồi sau hai người đi đến chỗ Hồng Quân ở Và một trong số các phòng ở trong khách sạn Trong căn phòng này đã tụ tập hơn trăm người Từ trang phục của họ có thể thấy được Những người này chính là người của Từ Huyền Tinh Sau khi đường Ngọc cùng Tề Vân đi vào lại thêm một nhóm hơn 10 người nữa đi vào. Tổng cộng 202 người tụ tập một chỗ. Một người là bất cấp thiên tiên đứng trên đài, đối diện với những người này bắt đầu nói. Các vị đồng môn tiên ma yêu thành này giờ cũng không còn chỗ đứng cho chúng ta nữa. Nhưng nhân vật của phong lan tinh thực thực sự ghê tởm Chúng cậy vào nhiều người, cậy nhiều cao thủ, tưởng có thể đuổi chúng ta vĩnh viễn khỏi nơi này. Các người nói xem chúng ta có đáp ứng chúng không? Không đáp ứng, tuyệt đối không đáp ứng vạn trưởng lão chúng ta tự huyền tinh không giống với chúng cầu trợ của những cao thủ của tự huyền tinh với những người như chúng ta thế này rõ ràng không phải là đối thủ của chúng căn bản không phải là đối thủ của chúng mà hai trăm người ai cũng hô vang không đáp ứng ai à, ta không phải là không muốn cầu trợ nhưng lần này đối địch chúng ta lại là một môn phái của lan phong tinh chúng ta vốn là một môn phái của bạch sa môn bé nhỏ nếu có một môn phái nào chịu giúp chúng ta Chỉ sợ sẽ xảy ra cuộc chiến môn phái Của cả hai tinh cầu Người tên vạn trưởng lão thở dài Tình hình trước mắt của họ Là cực kỳ bất lợi Trần Thiên Lần này là sự việc của Bạch Sa Môn chúng ta Người đừng cho đường đạo hữu và tệ đạo hữu tham dự Nếu đánh không lại chúng Thì chúng ta có thể kiếm một thôn trang bên ngoài thành Để ẩn cư Nếu chúng ta đã chết một lần Không biết nếu chết thêm một lần nữa Không biết sẽ như thế nào đây Nơi này, 200 người đều là người của Tử Huyền Tinh, cũng là người của một môn phái nhỏ tên là Bạch Sa môn, Đường Ngọc cùng Tề Vân là người của Yêu Vũ môn. Các nàng có mặt ở đây cũng chính là Đường Ngọc cùng Trần Thiên đã kết thành phu phụ. Hồng Quân sử dụng thần thức đã hoàn toàn nghe được câu chuyện này, khóe miệng không nhịn được bỗng xuất hiện một tia cười. Khi còn sống tranh đấu đã đành, giờ chết đi rồi vẫn còn đấu tranh. Những người của tu chân có điểm không bằng con người bình thường ở đâu cũng có thể nghĩ đến quyền lợi để tranh đấu. Vạn trường lão, nhất định Tề Vân sẽ không được đi. Nhưng giờ ta đã là phu nhân của Trần Thiên, chuyện của chàng cũng chính là chuyện của ta. Ngài không cần nhiều lời, chuyến này nhất định ta cũng đi. Sư phụ, con cũng đi. Tề Vân vừa nghe đường ngọc không cho nàng đi, liền vội vàng đứng lên. Tề Vân, lần này đi rất nguy hiểm, con không cần phải đi cùng ta. Lần này ta đã quyết rồi, con cứ ở lại yên vũ môn là được, không được rời đi đâu cả. Thấy Đường Ngọc nói được một nửa, Tề Vân định cắt lời nhưng ngay lập tức bị Đường Ngọc cắt đứt ý kiến, nàng sầm mặt xuống cúi đầu không nói nữa. Nhượng bộ chúng có khác gì là chịu chết, Phong Lan Tinh lá la gan thật to mới dám khi dễ người từ Huyền Tinh chúng ta. Nhìn hành động của họ như vậy, Hồng Quân cũng cảm thấy hào sảng, dù sao từ Huyền Tinh cũng là quê hương của hắn. Hôm nay quê hương bị người khác khi dễ như vậy, đột nhiên hắn cũng cảm thấy tức giận đáng tiếc thật ai à, thật sự không được trước khi ta phi thăng thì môn phái này đã bị tiêu diệt hồng quân cũng cảm thấy bực bội với chính mình hắn cũng không thể chính thức ra tay được vì chỉ cần hắn huy động lực lượng trong người có thể chịu hoán hắc động để phi thăng ngay điều này ở mấy tầng trước hắn đã hoàn toàn hiểu rõ đường ngọc nói cho người của bạch sa môn không được vạn trường lão đang định nói tiếp thì bỗng dưng lôi ra một tin khí không thể tưởng tượng được, chỗ này cũng có thể truyền tin khí Ta đây cũng đưa tin khí, nhưng sao không thể dùng Hồng quân trên tay xuất hiện một cái tin khí Mấy lần trước, hắn đã truyền tin cho cổ bàn, nhưng căn bản không thể sử dụng Sau khi vạn trưởng lão nhận được nội dung của tin khí, lão liền vung tay lên Ngoại trừ tề văn ra, mọi người đều lũ lượt đi theo lão Nhóm 200 người chưa làm kỷ đội Ai cũng lặng lặng, không hề nói một lời nào kỳ đội có hình dáng kỳ lạ trông như quái thú hướng phía ngoại thành đi ra. Sau khi hơn 200 người toàn bộ rời đi, Tề Vân cũng lặng lặng rời khỏi căn phòng đó, cũng hướng phía những người phía trước đã đi qua. Lần này Tề Vân đã không vâng lời sư phụ mình rồi. Thiên tiên cũng không thể phi hành sao? Hồng quân thở dài rồi cũng nhanh chóng bước về phía trước. Tại không gian này có lẽ chỉ có một mình Hồng quân là phi hành được những người khác dù là thiên tiên có tiên thức cũng chỉ ở trong cự ly gần mà trao đổi ngoài ra không có một tác dụng nào khác ở không gian này thiên tiên so với người thường chỉ có lực lượng mạnh hơn một chút mà thôi ngoài thành đã có hơn 500 người đứng đợi sẵn trong 500 người này có hai kiểu cấp thiên tiên cùng bốn người bắt cấp thiên tiên với lực lượng này thì so với tử huyền tinh mạnh hơn hẳn một bậc hoàng phá thiên chỉ tại một tên đệ tử của ta không biết chuyện đã mạo phạm người của các ngươi chỉ có như thế mà các ngươi áp bức chúng ta quá đáng càng ngày càng lớn áp chúng ta một người của phong lan tinh chậm rãi bước ra hắn là một gã bất cấp thiên tiên có lẽ theo lời của vạn trường lão gã này tên là hoàng phá thiên vạn xa chẳng biết ngươi sống bao nhiêu năm rồi mà không biết gì cả đã chết còn muốn mang theo môn nhân của mình đi theo chết thêm một lần nữa nói thiệt cho ngươi biết cái cửa hàng của bạch sa môn các ngươi rất vừa mắt chúng ta chỉ tiếc là các ngươi không biết điều Và lần tìm các ngươi và muốn mua cái cửa hàng đó Nhưng các ngươi không chịu Các ngươi lại muốn phải động thủ thì mới bán sao Hèn hạ Gian hàng đó là do tiền bối của chúng ta để lại Tất cả người của Bạch Sa Môn đều trông chờ vào cái cửa hàng đó Người bắt ta bán đi cái cửa hàng đó Khác gì cướp đi con đường sống của chúng ta Ngữ khí của vạn trưởng lão có chút phát run Sớm đã biết những người này tìm mình sinh sự không nghĩ tới chuyện nguyên nhân bọn chúng tìm bạch sa môn Là vì cái cửa hàng kia Không nhìn được thái độ của các người nữa Các người đã tới đây Thì đừng mong có người nào rời đi được Động thủ Một hắc nghi cửu cấp thiên tiên Đã không còn nhịn được nữa Vạn trưởng lão vừa dứt lời Hắn đang ngay lập tức ra mệnh lệnh động thủ 500 người đối phó với hơn 200 người Hơn nữa 500 người này Tu vi phổ biến cao hơn tu vi của 200 người Bên cạnh đó Vũ khí của họ phổ biến là rất thấp ngay cả một kiện linh khí bảo kiếm cũng không có thiên tiên giống hệt như người của nhân gian giới đều ở trên mặt đất hỗn chiến tề vân từ phía sau cũng nhanh chóng tham gia trận chiến trên mặt đất có quá nhiều người mà tề vân chỉ là ngũ cấp thiên tiên ở chỗ này căn bản không ai phát hiện sự có mặt của nàng rốt cuộc một người của bạch sa môn kêu thảm một tiếng một dòng máu xào xám chảy ra chết ngay trên mặt đất hồng quân đối với cái chết của người kia thì lại hứng thú vẫn còn chú ý tới người mới chết kia người nọ sau khi chết đi máu và thân thể đều dung nhập xuống lòng đất biến mất không thấy đâu một cỗ vật chất màu xám mong manh yếu ớt nhanh chóng bay lên trời đồng thời dung nhập vào vật chất màu xám trên bầu trời lần này phòng trừng là chết thật rồi hồng quân nhìn thấy rõ ràng dưới đất hấp thu thân thể bầu trời hấp thu tinh thần muốn sống lại thật là rất khó một lát sau thì tề vân đã gặp nguy hiểm một người là vô cực thiên tiên và một người là lục cấp thiên tiên cùng nhau vây công nàng. Trên người nàng giờ này đã nhiễm rất nhiều máu màu xám. Ai... Hồng quân thở dài, nếu không ra tay, dám khẳng định cố nhân tại tử huyền tinh sẽ hương tiêu ngọc vẫn, vinh viễn biến mất tại nơi này. Hồng quân phiêu phiêu bay tới, nhằm hướng một đám người đang dùng binh khí đánh nhau ho khan một tiếng, khiến những người dưới đất nhất thời không ai bảo ai đều dừng tay, mọi người dưới đất đều ngẩng mặt lên trời kinh sợ nhìn hồng quân đều đã chết một lần rồi các ngươi còn ở chỗ này đánh đánh giết giết làm gì đây hồng quân khoanh tay từ từ hạ xuống nhìn kỹ mọi người một lượt chẳng biết tiền bối ngài là một người kiểu cấp thiên tiên lam phong tinh ôm quyền hướng về bầu trời nhìn hồng quân hành lễ sợ hãi nói người mà chỗ này có thể phi hành thì đó chính là người mà bọn chúng không chơi vào được là hắn ư Tề Vân cùng Đường Ngọc cùng kinh hô lên một tiếng Bởi vì bọn họ đã từng gặp qua Hồng Quân Đặc biệt là Tề Vân Không thể nghĩ ở nơi này Cũng gặp tên gia hỏa ngày xưa Từng hành hạ mình khổ sở Hiện giờ tình cảm nàng rất phức tạp Không biết phải nói điều gì cho phải Đường Đạo Hiếu Các người biết người này sao Vạn Sa vội vàng đi tới bên cạnh Đường Ngọc Nhỏ giọng hỏi Lúc này, trên không trung bông dưng xuất hiện một người mà đối phương lại là bằng hữu của mình, thì có thể nói nguy hiểm lần này có thể thoát rồi. Đường Đạo hiếu, Tề Đạo hiếu đã lâu quá rồi không gặp, không nghĩ đến khi chết đi mới gặp lại được hai người. Hồng Quân ha ha cười, từ từ phi thân hạ xuống, không hề để ý đến gã kiểu cấp thiên tiên kia đang hành lễ với mình, giờ này hắn chỉ chú ý đến sự tiếp đón của Đường Ngọc và Tề Vân. Yên Phú Môn Đường Ngọc xin ra mắt tiền bối Đường Ngọc vội vàng khom người Hồng Quân cũng đã từng nghe được tên nàng qua Tề Vân khi xưa Nhìn thấy Tề Vân đang đứng ngây ngốc Nàng cũng không nhịn được nóng nảy nhắc nhở Tề Vân Miễn lễ đều đã chết cả rồi Còn tiền bối này tiền bối nọ làm gì nữa Âm thanh Hồng Quân có chút ảm đạm Vì căn bản hắn không biết mình vốn dĩ không chết nếu chỉ cần ra tay hắn bị rách ra Thấy máu của mình đỏ tươi Thì hắn mới biết được mình không chết hồng hồng tiền bối tề vân xin xin ra mắt tiền bối một đệ tử bạch sa môn vội nhắc nhở nàng khiến nàng bước lên phía trước không người thi lễ với hồng quân trong lòng gã thủ lĩnh lam phong tinh đột nhiên trầm xuống lần này xuất hiện một cao nhân khiến cho tình huống thuận lợi của bọn chúng hoàn toàn chuyển hướng ngược lại không cần đa lễ dù thế nào thì chúng ta cũng đã từng là bằng hữu đã chết rồi mà chỗ này còn nhìn thấy nhau coi như là có duyên phận rồi hồng quân thở dài cười buồn nói Vạn Sa xin ra mắt tiền bối Tiền bối có phải là người của từ huyền tinh không Vạn Sa bước về trước từng bước cung kính hành lễ Nhưng trong lòng hắn thì cực kỳ cao hứng Người lợi hại trước mắt mình lại là bằng hữu của Tề Vân và Đường Ngọc Là vị cứu tinh của bang phái hắn Thử hỏi làm sao hắn không cao hứng cho được Xem là như thế ta cũng có ở từ huyền tinh một thời gian Hồng quân lại một lần nữa nhẹ nhàng thở dài Thế nhưng bây giờ có nói gì cũng vô dụng các ngươi yên tâm Khi ta xuất hiện thì không thể để cho kẻ nào khi dễ các ngươi được Huống chi ta với Tẻ Vân Và Đừng Ngọc lại là bàn cũ Đa tạ tiền bối Vạn xa cùng chúng nhân Bạch Sa Môn Nhất thời mừng rỡ hô to cảm ơn Tên kia tới đây cho ta nói chuyện Hồng Quân chỉ vào thủ lĩnh của Lam Phong Tinh Hắn là người vừa mới hành lễ với Hồng Quân Khi Hồng Quân vừa xuất hiện Tuy nhiên từ lúc đó đến giờ Thần kinh hắn có thể gọi là căng như dây đàn không biết vận mệnh của mình rồi sẽ như thế nào? Các ngươi vì một gian cửa hàng mà chấn giết bọn hắn sao? Thanh âm Hồng Quân lạnh như băng khiến cho bọn Lam Phong Tinh lại càng cảm thấy hít phải một luồng hơi lạnh. Thưa, thưa Tiền Bối, Vãn Bối biết sai rồi. Vãn Bối, Vãn Bối không biết những người này có quan hệ với Tiền Bối. Không biết là có thể giết người lung tung sao? Người cũng đã chết một lần rồi, sao một điểm giác ngộ cũng không có vậy? Nếu ta không có mặt ở đây Có phải bằng hữu của ta đã bị các ngươi giết rồi sao Hồng quân cắt đứt lời nói xạo Của thủ lĩnh Lam Phong Tinh lớn tiếng quát Tiền bối Văn bối sẽ không dám nữa Xin tiền bối tha cho chúng ta một mạng Thủ lĩnh Lam Phong Tinh vừa nghe Hồng quân quát Thì ngay lập tức đầu gối nhún ra Quỳ luôn trên mặt đất Bạch Sa Môn cùng bọn người Tề Vân thấy vậy thì mừng rỡ hẳn lên. Người của Lam Phong Tinh không đành lòng nhìn cảnh đó đều quay đầu đi chỗ khác. Đường đạo Hữu tề đạo hiếu Ý của các người như thế nào Hồng quân trực tiếp hỏi tề vân hai người Giết, đem giết chết hết bọn họ Đường ngọc còn chưa lên tiếng Thì tề vân đã bước lên trước hết to Những người này đã làm nàng bị thương Nên trong lòng nàng đã hận thấu xương bọn họ Hồng quân đột nhiên nhíu mày Giết những người này không khó Nhưng khi đã giết họ rồi Thì hắn không thể ở lại chỗ này được nữa Hắn hoàn toàn không muốn phi thăng giờ này vì còn muốn ở lại nơi này hỏi xem tề vân như thế nào mà chết còn có những người quen cũ của hắn ở tiên ma yêu giới và tu la ma giới có ở đây hay không nhìn thấy hồng quân nhíu mày khiến cho vạn sa và đừng ngọc được một phen chấn động tề vân cũng phát hiện mình nói lỡ lời liền cúi đầu xuống không nói nữa giết bọn họ không khó hồng quân chậm rãi nói khiến cho người của lam phong tinh run lên vì sợ hãi tiền bối hết thảy đều do ngài làm chủ Đường Ngọc đã nhìn ra Hồng Quân không muốn giết những người này nên lập tức nói như vậy. Hôm nay dù sao thế cục đã hoàn toàn thay đổi nhờ sự xuất hiện của Hồng Quân, nếu vì giết những người này mà làm cho vị tiền bối Hồng Quân tức giận thì không đáng một chút nào cả. Được rồi, nếu vậy phải để cho họ bồi thường cho các ngươi, còn tha tính mạng cho bọn họ, dù gì cũng đã chết một lần rồi. Hồng Quân thở phào nhẹ nhõm, lời của Đường Ngọc chính là ý của hắn. Nếu thực sự giết những người này Hồng quân nhất định phải phi thăng Đa tà đại ân của tiền bối Trở về chúng ta sẽ bồi thường cho vạn trưởng lão Một cửa hàng mới Vạn trưởng lão như vậy có được không Kiểu cấp thiên tiên kia Vừa nghe Hồng quân tha mạng cho bọn họ liền dập đầu nói Cũng tại trên người Hồng quân Phát ra một loại khí thế rất lạnh lẽo Khiến hắn không chịu nổi Một chút ý niệm phản kháng Cũng không tồn tại trong đầu nữa Hết thảy đều theo ý của Hồng tiền bối Vạn Sa nhẹ giọng nói, hắn cũng thừa biết là chiến cuộc thay đổi đều nhờ sự xuất hiện của Hồng Quân, tốt nhất là nên giao quyền làm chủ cho hắn. Vậy cứ theo ý của ngươi mà làm đi. Hồng Quân lạnh lùng nói, trong lòng đã tối hạ sát khí, với loại phản phúc tiểu nhân như gã Lam Phong Tinh kia, nhất định là không thể lưu lại. Một khi sau khi hắn phi thăng thì bọn Tề Văn nhất định sẽ lại gặp nguy hiểm. Chủ ý của hắn giờ này là trước khi phi thăng sẽ tiêu diệt tên này phòng hậu họa. Đa tà đại ân của tiền bối Sau khi ta về sẽ sắp xếp, xếp một cửa hàng ở Ba Lan Nhai Chuyển giao cho vạn trưởng lão Người nọ vội vàng nói Hồng quân cũng cho phép hắn và thuộc hạ lui đi Không có cản trở Cửa hàng ở Ba Lan Nhai Lần này thì bọn chúng muốn học máu rồi Đó là cửa hàng tốt nhất của bọn chúng Cửa hàng này sau này sẽ là của tiền bối rồi Vạn Sa nhẹ nhàng nói Cửa hàng mà bọn người Lam Phong Tinh bồi thường cho Hồng Quân hắn Ngàn vạn lần cũng không dám nghĩ tới nói cho các ngươi là cho các ngươi không cần cho ta mà ta cũng không cần dùng tới hồng quân mỉm cười nói đồng thời hắn đã cũng lưu ý tới địa phương của những tên vừa lui đi tiền bối bạch sa môn ở trong thành xin mời tiền bối giá đáo để chúng ta có cơ hội cảm tạ ơn cứu mạng của tiền bối cường địch đã rút lui vạn sa muốn mời hồng quân tới địa phương của hắn cũng nhân cơ hội này cùng hồng quân liên lạc tại tầng này của chín tầng thượng họ chưa từng gặp có người nào có thể phi hành như hồng quân cũng tốt đi tới nơi của các người tại chỗ đó ngồi xuống ta cùng hai lão bằng hữu lâu quá rồi không gặp có thể nói chuyện à hồng quân a a cười để cho vạn xa đi trước dẫn đường một lần nữa trở lại trong thành đến nơi hồng quân đã thấy một khoảng sân được vạn xa cho người bố trí yến tiệc hắn chỉ mang theo mấy thiên tiên cao thủ cùng tề vân đường ngọc đồng thời cùng tiếp đãi hồng quân rất nhiều đồ ăn được vạn xa chuẩn bị nhưng trong mắt hồng quân là không ăn được ngoại trừ có một ít rượu còn lại đồ ăn hắn không đụng vào một chút nào Vô danh không gian Cái của lợ gì đó Đồ ăn hắn không thể ăn nổi Hồng, Hồng tiền bối Ngài tới đây khi nào vậy Tề văn gọi như vậy Có chút không quen Thấp giọng hỏi Hồng quân Có lẽ là hơn một ngàn năm rồi Ai Nhắc tới chuyện này Hồng quân lại bực mình Chính mình sáng tạo ra công pháp Rồi cũng chính mình luyện công pháp mà chết Thật đúng là gậy ông đập lưng ông Thật nhiều ủy khuất hơn hơn một ngàn năm ư tề vân lại thấp giọng không biết giờ này đang nghĩ cái gì được rồi các ngươi như thế nào mà chết mà chết khi nào vậy hồng quân trực tiếp hỏi như vậy khiến cho bọn vạn xa có chút xấu hổ hồng quân không biết tại vô danh không gian này mà hỏi đối phương như thế nào mà chết đi là rất kiên kỵ tại nơi này không ai hỏi đối phương như thế nào mà chết cả tiền bối chúng ta sau khi phi thăng không lâu thì bị người ta sát hại ta vì sở hữu tiên khí mà bị sát hại vừa bị sát hại vừa bị mất đi tiên khí tiểu vân vì không muốn bị bắt buộc cưới chồng nên tự bạo nguyên anh mà chết đi đối với những người khác thì đường ngọc không bao giờ kể ra những chuyện này nhưng người nghe lần này lại là hồng quân bất đắc dĩ lắm nàng mới kể ra bắt buộc thành thân nữ hồng quân nhíu sâu đầu mày một người mà trước đây hồng quân rất khét lại có một chuyện thương tâm đến như vậy cũng không có gì không nghĩ chết đi còn có cả một thế giới lại không thể nghĩ ở chỗ này gặp lại người tề vân vẫn có thái độ bình tĩnh nhỏ giọng nói với hồng quân Ê, đáng tiếc ta cũng chết rồi mà ta còn không biết mình chết như thế nào nếu còn có thể quay lại tiên ma yêu giới nhất định trả thù cho nàng hồng quân thở dài nói hắn nghĩ mình tại sao lại nói ra một điều buồn cười như vậy từ trước tới nay chưa từng nghe người nào chết mà có thể sống lại cả đa tạ hảo ý của hồng tiền bối Tề Vân cũng chưa từng có ý định báo thù. Cho dù người kia có chết xuống nơi này, thì ta cũng không báo thù hắn. À, nàng thật đại nhân đại lượng, có ý nghĩ như thế là tốt mà. Thế nhưng có thù là phải báo, sát nhân chi kiều, làm sao có thể bỏ qua được đây? Hồng Quân A A cười ngửa đầu uống một bình rượu to, áp lực bấy lâu nay giờ gặp được người quen cũ cũng phát tiết được một ít. Hồng Tiền bối không biết đến đây khi nào, khi nào có thể phi thăng. Đường Ngọc đưa thêm cho Hồng Quân một vò rượu nhẹ nhàng hỏi Ta tới nơi này không được bao lâu Cũng không còn nhiều thời gian sẽ tiếp tục phi thăng Chủ yếu ta muốn lưu lại nơi này để tìm người quen Sau đó lại phi thăng Hồng Quân nói vậy liền cầm lấy vò rượu thở dài Vừa uống vừa nghĩ Chỉ sau một hồi hắn đã uống hết 7 vò rượu lớn Tại vô danh không gian Đây là lần đầu tiên Hồng Quân uống nhiều như vậy để không bị say, Hồng Quân tiêu hóa hết tiểu khí trong bụng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cũng không còn sớm nữa Ta cần trở về Ta ngủ không xa ở nơi này Chính là khách sạn Hồ Phàm Nếu có việc gì thì đến đó tìm ta Nếu ta không có ở đó Thì cũng không cần tìm ta nữa Tiền bối ở khách sạn ư ừ, Sao không ở chỗ này Ta kêu người cấp cho ngài một gian phía trên Vạn Sa vội vàng nói Lão không nghĩ Hồng Quân lại ở khách sạn Nên vội vàng nói Không được ta ở khách sạn sẽ tiện hơn Ta đi trước đây Hồng Quân thân thể hoàng giả chậm chậm bước đi Tề Vân nhìn bóng lưng của hắn chằm chằm, không biết giờ này nàng đang nghĩ gì. Trở về khách sạn, Hồng Quân gục đầu buồn bã, uống rượu cũng không quên được nỗi buồn, ngược lại càng làm cho hắn trở nên sầu muộn hơn. Mấy ngày nay, không lúc nào mà Hồng Quân không nhớ đến phụ thân, phụ mẫu, Tần Tư, Cổ Bàn, Ngộ Không và Phượng Hy, không biết bọn họ giờ này thế nào, có lẽ khó mà chấp nhận được với cái chết của mình. Vô danh không gian, 9 tầng thượng, tầng thứ 9 sau khi bị dòng suối màu xám hút vào khi tỉnh lại tần tư đã thấy mình có mặt ở trong không gian này mênh mênh mang mang chỉ một màu xám khiến cho tần tư có một cảm giác bất an hắn vốn dĩ lĩnh ngộ được hai không gian pháp tắc là lâm mông không gian và tần mông không gian nhưng ở đây hai không gian pháp tắc đó đều trở nên vô nghĩa giờ này thì cũng như bắt đầu lại từ đầu trong không gian mênh mông này tần tư tiếp tục lại lĩnh ngộ lại không gian pháp tắc nhưng so với hai không gian kia Thì hắn cảm thấy lĩnh ngộ không gian pháp tắc ở đây khó khăn hơn nhiều Đã lĩnh ngộ hơn một ngàn năm qua Thế nhưng hắn cũng không có chiến triển gì Không có không gian pháp tắc cũng nghĩa là không thể thuấn di Thời gian qua hắn chỉ còn biết phi hành trên đại lục rộng mênh mông này Thần thức của hắn có thể vươn ra rất xa Nhưng căn bản hắn không phát hiện ra bất kỳ người nào ngoài mình Liên tục hướng tới một phương hướng mà phi hành tới hơn một ngàn năm Tần Tư vẫn như trước không hề phát hiện lấy một bóng người Cũng không thể tìm thấy đệ đệ Tần Sương của mình Có lẽ ở nơi này hắn là người duy nhất Tần Tư chỉ còn biết phi hành nhanh nhất Thần thức vươn xa nhất Hy vọng tìm được một người nào đó Vấn đề nan giải hắn muốn biết đây là địa phương nào Cách Tần Tư 3.000 dặm ở hướng đông nam Trong một tiểu sân cốc có một người phụ nữ Thần thức gắt gao theo dõi Tần Tư phi hành Người phụ nữ này khẽ cao mày Mặc dù bà ta chưa nói ra câu gì Tần Tư cũng chưa nói ra câu gì nhưng lại đem lại cho bà ta một cảm giác rất thân thuộc. Một thời gian qua, người đàn bà cuối cùng quyết định đứng dậy, biến mất khỏi sân cốc rồi xuất hiện phía sau Tần Tư. Nếu Hồng Quân và Tần Tư thấy được cảnh đó thì sẽ đều miệng chữ O mà kêu lên vì bà ta vừa sử dụng thuấn di. Là ai? Đang phi hành, đột nhiên Tần Tư quay lại, thần thức của hắn căn bản không phát hiện ra có người nhưng chỉ dựa vào trực giác hắn đã phát hiện ra có người một người phụ nữ đứng phía sau hắn. "Thu Mi nãy nãy." Tần Tư kêu to một tiếng, tiếng kêu kỳ quái hướng phía người phụ nữ kia bay tới. Tần Tư không thể nghĩ tới tại nơi này có thể gặp được Tả Thu Mi. Người phụ nữ kia bỗng nhíu mày, một cỗ lực lượng chắn không cho Tần Tư tới gần, nghi hoặc nhìn người trẻ tuổi xa lạ này. "Thu Mi nãy nãy, con là tiểu tư, ngài, ngài làm sao vậy?" Tần Tư thấy Tả Thu Mi ngăn trở thì thập phần nghi hoặc không thể giải thích được rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra người trẻ tuổi ngươi là ai như thế nào mà biết tên của ta còn nữa sao ngươi gọi ta là nãi nãi tả thu mi này rõ ràng không nhận ra tầm tư vẫn duy trì khoảng cách với hắn thu mi nãi nãi sao bà cũng tới đây con con là tiểu tư mà con chính là con trai của tần vũ và khương lập bà quên rồi sao tần tư lớn tiếng hô đi mãi mới gặp được một người quen thế mà người quen còn hỏi hắn là ai hắn công kỳ lạ mới là điều kỳ lạ khương lập ư chính là phiêu thuyết thành khương lập tả thu mi cau mày tiếp tục hỏi phiêu thuyết thành mẹ con đích xác trước kia ở phiêu thuyết thành nhưng từ khi thành thân với cha con là tần vũ thì ở tại từ huyền phủ được rồi vậy thu mi nãy, nãy nãy rời khỏi từ huyền phủ khi nào vậy nơi này là đâu khương lan ông nội đâu tần tư liên tục hỏi đến mấy vấn đề về sự cổ quái của nơi này Ngay cả tả thu mi cũng không nhận ra bộ dáng của hắn Khiến hắn lại càng cảm thấy kỳ quái hơn Khương Lan nữa Tả thu mi đang phiêu giật trên không Lên hồi tưởng về quá khứ Chỉ tiếc là bây giờ âm dương xa cách Không còn cơ hội để thấy lại Khương Lan nữa Đúng vậy chính là Khương Lan ông nội Không phải là hai người vẫn ở tại từ huyền phố sao Từ huyền phố đó là nơi nào Ta chưa từng đi qua nơi đó Khương Lan ông ta không không có ở đây sao Tả Thu Mi đột nhiên kích động hẳn lên Ôm chầm lấy tần tư lớn tiếng hỏi Thu Mi nãy nãy Ngài đừng kích động Hơn một ngàn năm trước ta đã rời khỏi từ huyền phủ Không phải lúc đó Ngài cùng Khương Lan ông nội cũng có mặt ở đó Giờ này ngài bảo không biết từ huyền phủ là sao Tần tư thấy rất kỳ quái Lên cẩn thận quan sát kỹ càng hơn Thì phát hiện tả Thu Mi này Có một chút gì đó khác biệt với tả Thu Mi Ở từ huyền phủ Nơi này là thế giới của người chết Từ huyền phủ là nơi nào Ta chưa từng đi qua, còn Khương Lan... đã mấy ngàn vạn ức năm qua đi, ta chưa từng gặp ông ta." Thu Mi thở dài nói với Tần Tư, "Thế giới của người chết ư? Mấy vạn ức năm?" Tần Tư rõ ràng bị dòng suối màu xám cuốn vào đây, rõ ràng hắn cảm thấy mình không có cảm giác đã chết đi, giờ đột nhiên nghe nói như vậy. "Thu Mi nãy nãy, ngài nói ngài đã chết mấy ngàn vạn ức năm, thế còn tả Thu Mi kia?" Tần Tư cảm thấy không ổn, ngữ khí có chút run rẩy tâm trạng rõ ràng đang rất bối rối không sai ta tả thu mi đã chết mấy ngàn vạn đức năm ngươi vừa nói từ huyền phố ta cùng khương lan ở tại từ huyền phố rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra tả thu mi gật đầu mấy ngàn vạn ức năm trước sau khi chết đi nàng đã ở trong không gian này chuyên tâm nghiên cứu không gian pháp tắc hiện giờ nàng cũng chính là một vị thần vương không đúng không đúng tuyệt đối không có khả năng thu mi nãi nãy, nãy ngài có hay không cùng tiểu tư nói giỡn vậy như thế nào mà ngài đã chết mấy ngàn vạn ức năm không có khả năng mà ngài rõ ràng là do cha ta làm sống lại mà tần tư mạnh mẽ lắc đầu không ngừng lùi về phía sau biểu hiện không thể chấp nhận được sự thật này người trẻ tuổi ngươi nên tỉnh táo lại một chút đi ngươi là nhi tử của lập nhi khó trách ta với ngươi có cảm giác thân thuộc như vậy quả thật ta đã chết người cũng chết chỉ có thần vương cấp bậc mới có thể tới được nơi này Tả Thu Mi giải thích cho Tần Tư hiểu Lúc trước nàng mới tới đây Cũng giống như Tần Tư hiện nay Mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ Không ta không có chết Ta chỉ bị tiểu xương biến thành dòng suối màu xám Rồi bị hút vào đây Như thế nào có thể chết được đây Chân linh của ta vẫn còn Ta không có chết mà Tần Tư hoảng sợ hô lớn Không ngừng quay cuồng Hỏa Nguyên Linh Châu cũng bị hắn khởi động Chỉ trong nháy mắt mặt đất phía bên dưới Đã biến thành một cái hố to Hồng mông linh bảo ư ừ, Người như thế nào mà lại có hồng mông linh bảo vậy Tả thu mi kinh ngạc Vì thần vương khi chết đi Không có khả năng mang theo được hồng mông linh bảo Kiện linh bảo từ tay tần tư bay ra Đích xác là một kiện hồng mông linh bảo Đây chính là một viên linh châu Do lâm mông cho tần tư Từ khi hắn còn bé Ta không có chết mà Sao lại tới đây được Tần tư nói xong lại lôi ra một vài món linh bảo của mình Hắn vô pháp tin tưởng mình đã chết khi hắn bị hút vào thì thần trí vẫn còn tỉnh táo chứ không giống Hồng Quân bị hôn mê. Người đừng kích động, hãy hoa phá ra tay cho ta xem. Tả Thu Mi cũng không thể giải thích như thế nào, chỉ còn cách là nhìn màu máu mới biết được thực sự đã chết hay chưa. Tần Tư ngay lập tức rạch một đường sâu trên tay mình, một dòng máu đỏ từ miệng vết thương từ từ chảy ra, màu máu đỏ tươi thật khác biệt với màu máu của những người ở đây. Là màu đỏ, ngươi quả thật không chết, kỳ quái, kỳ quái quá người không chết sao lại có mặt ở đây được màu máu của tần tư đã chứng thực phán đoán của hắn hắn chỉ đi theo hồng quân vào trong không gian này chứ thực sự thì chưa có chết thù mì nãy nãy ngài tin ta chưa ta thực sự không chết mà ta còn sống tần tư chỉ vào miệng vết thương mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác của hắn không có gì là giống cảm giác của người chết không hề khó chịu một chút nào Ngươi là người đầu tiên Là người còn sống mà đến chỗ này Thật sự kỳ quái Trước hết hãy tìm một chỗ nào Ngươi nói cho ta nghe chuyện của ngươi Biết đâu ta sẽ có thể góp ý gì đó Tả Thu Mi rất nghi hoặc nhìn Tần Tư Người sống thì làm sao có thể đến đây được Nhưng chỗ này cũng không phải chỗ Có thể đứng nói chuyện được Ngay lập tức nàng mang theo Tần Tư Thuấn Di về hạp cốc của mình Trong sân cốc Tần Tư kể một mạch chuyện của mình Bao gồm cả chuyện Tần Vũ Cha mình khai sáng cả một đống không gian lợi dụng tính mạng chi lực cứu sống lại tả thu mi tất cả đều nói lại cho tả thu mi nghe nghe tần tư nói xong đã lâu nhưng tả thu mi vẫn không nói gì nàng không phải là không tin tần tư mà những điều này trong một lúc nàng khó mà tiêu hóa được ngoài kia cũng có một tả thu mi cùng khương lan sinh sống thu mi vì tiểu huynh đệ này là ai vậy trông lạ quá chắc là người mới phải không đã hơn một ngàn năm rồi tiểu huynh đệ là người phi thăng hay đã là thần vương ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh sang sảng âm thanh vừa nghe thì đã thấy một người trẻ tuổi xuất hiện ngay bên cạnh tả thu mi nhìn tần tư cười cười tuyết hành nó là nhi tử của lập nhi tên là tần tư tả thu mi mỉm cười nhìn người trước mặt giới thiệu người trung niên này chính là người cùng chết với tả thu mi tuyết hành thần vương nhi tử của lập nhi ư vậy nhi tử của nha đầu đã trở thành thần vương rồi sao thật là tiếc a à, thời gian trước cũng là một thần vương Giờ này Lập Nhi cùng phu quân của nó chắc hẳn ở thần giới rất là lợi hại Chắc nha đầu đó đã trở thành tính mạng thần vương rồi Tuyết Thành mỉm cười nói Nhiều ngàn năm trước khi thần vương thiên tôn phủ xuống Rất nhiều thần vương bị chết Có nhiều thần vương mà Tuyết Thành cũng biết Trong đó có thần vương của Chu Gia Và kể cả lôi phạt thiên tôn cũng ở chỗ này Tuyết Thành hắn không phải là đã chết mà còn sống tới đây Tả Thu Mi hướng Tuyết Thành thần vương nói Đối với vấn đề của tần tư, nàng có nghĩ thế nào cũng không ra. Còn sống tới đây ư? A Mi, nàng đừng có nói giỡn chứ. Tuyết Hành cả kinh, nơi này chính là nơi của những thần vương bị chết đi, căn bản không thể nào có một thần vương còn sống mà tiến tới, khó trách tại sao ông ta lại kinh ngạc như vậy. Muội có lúc nào nói giỡn với huynh chưa? Huynh đã thấy qua màu máu của hắn, quả thật là màu đỏ, không giống như màu máu xám của chúng ta. Tả Thu Mi có chút chừng mắt nhìn Tuyết Thành Thần Vương. Năm đó, Tuyết Thành Thần Vương cùng tính mạng Thần Vương Tả Thu Mi bị bát đại thánh hoàng ám hại. Hai người hơn một ngàn ước năm sau khi chết liền kết làm đạo nữ. Đối với Khương Lan, con tim của Tả Thu Mi cũng đã chết. Hai thế giới khác nhau làm sao có thể gặp được đây? Xin lỗi, Ami, ta không phải không tin nàng, mà chuyện này thật khó để khiến người khác có thể tin được. Tuyết Thành trông thấy Tả Thu Mi có vẻ mất hứng thì lập tức thấp giọng nói mấy ngàn vạn ức năm qua Tuyết Hành đối với Tả Thu Mi rất tốt Hơn nữa đối với ông ta chuyện mình chết đi trước kia trong lòng không hề có một tiệu oán hận Nếu không cùng chết với Tả Thu Mi thì giờ này làm sao hai người ở cùng một chỗ và làm vợ chồng với nhau được Kính thưa quý vị khán giả thân mến Câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại